Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ cải lương Chí Tâm đã làm không ít người cảm thấy xót xa. Theo Vietnamnet, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm qua đời. Tối ngày 10 tháng 6, anh gặp tai nạn giao thông khi lái xe máy, trở về nhà sau đêm diễn ở tỉnh Tây Ninh. Sáng ngày 11 tháng 6, thi hài của cố nghệ sĩ sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang rừng ông ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Linh cữu nghệ sĩ Chí Tâm được quàn tại nhà riêng ở Long An. Hay tin nghệ sĩ Chí Tâm qua đời, nhiều đồng nghiệp, đồng đạo khán giả không giấu được sự bàng hoàng, xót xa và đã gửi lời chia buồn đến gia quyến. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao xúc động chia sẻ, Nguyễn Chí Tâm là một mẫu nghệ sĩ đi lên từ quán chúng. Nghề khó khăn và có ý chí, giọng ca của em rất trầm cảm, đúng chất tài tứ. Khi nghe tin em qua đời, tôi đau xót quá. Là giám khảo khách mời của vòng chung kết xếp hạng tài tứ Mẹ Vườn năm 2019. Tôi đánh giá cao nỗ lực của em, nay em đã bỏ rơi sân khấu. Tôi thật sự rơi nước mắt. Nghệ sĩ Chí Tâm hiến môi chia sẻ về đời tư với những góc khuất từng buồn ba, nơi đất khách quê người để mưu sinh. Nghệ sĩ Chí Tâm tên thật là Dương Chí Tâm, sinh năm 1952, tại quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, với ông khán giả yêu cải lương, Chí Tâm đã yêu mến và vụt sáng trở thành giọng ca đầu cùng Thành Kim Huệ khi góp giọng trong vở cải lương Lan và Điệp. Được biết trong khoảng 3 năm nay, vợ chồng Chí Tâm đã trở về Việt Nam sinh sống, xuất hiện tại Gõ Cửa Thăm Nhà tập 130. Nam nghệ sĩ đã có những tiết lộ về khúc khuất trong cuộc đời và cuộc sống bình dị viên mãn ở hiện tại. Theo chia sẻ từ nghệ sĩ Chí Tâm về nhà ở rạp hát, nên từ nhỏ ông thường xuyên được nghe những bài vòng cổ cải lương. Ngay từ năm 6 tuổi, ông xin gia đình theo học với các nhạc cổ nhạc danh tiếng trong vùng. Bộc lộ năng khiếu nghệ sĩ rất sớm, năm 15 tuổi, người nghệ sĩ đa tài này đã cho ra mắt đĩa Tâm Sự Em Bé bán báo. Tâm Sự Em Bé đánh chay. Khoảng thời gian sau đó, nghệ sĩ Chí Tâm theo hát và đoàn giã Quang Trung. Sau khi kết hôn, nghệ sĩ Chí Tâm sang Pháp định cư theo diện bảo lãnh. Trong nhiều năm buôn ba ở xứ người, nam nghệ sĩ nhiều lần chuyển chỗ để qua các quốc gia Pháp và Mỹ. Trải qua nhiều nghề để mưu sinh và nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật, cuộc đời người nghệ sĩ đa tài không ít lần đần. Có những thời điểm công việc ca hát không thuận lợi, nhưng vì bản lĩnh của người nghệ sĩ, Chí Tâm gắng vượt qua. Hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, Chí Tâm kết hợp với những nữ nghệ sĩ thận cải lương như Thanh Kim Huệ, Lê Thúy Hương Lan. Từ mối tình lãng mạn ngọt ngào trên sân khấu đã xây duyên cho ông với Hương Lan, đã nên duyên vợ chồng. Cũng tại chương trình, nghệ sĩ Chí Tâm có những trải lòng về cuộc hôn nhân đầu tiên. Không tròn vẹn với danh ca Hương Lan, ông tâm sự như quý vị cùng biết, vợ cũ của Chí Tâm là nghệ sĩ Hương Lan. Bên gia đình Hương Lan thì có quốc tịch Pháp nên cưới nhau tới tháng 2 năm 1978. Thì gia đình đi qua Pháp theo diện hồi hương. Dĩ nhiên cuộc sống bên Pháp không giống ở Việt Nam, có nhiều chuyện không thuận lợi đối với nghề hát của mình. Cho nên cái duyên cả hai cùng hết với nhau. Khoảng năm 1982 thì bắt đầu xa nhau, mình cũng nghe Phật Pháp và ngỡ ra một điều là cái duyên. Khi một người gặp một người thì từ đó có một cái duyên với nhau. Rồi sau đó mình hết duyên, chúng như mây hợp rồi tan thì cũng không an ủi, không lấy làm buồn. Sau cuộc hôn nhân đầu không tròn vẹn, nghệ sĩ Chí Tâm cùng bén duyên với một mối tình khác trong khoảng thời gian sinh sống tại Pháp, nhưng không có kết quả. Một thời gian sau, ông sang Mỹ hoạt động nghệ thuật. Năm 1996, ông qua về Việt Nam và gặp người vợ hiện tại là Minh Tuyền.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.